xíu anh nhỉ. Vào làm đôi chén xong về nhỉ. Mùi nhé. Làm lúc để xiết cái đấy nhắm đi. Đây lúc này em bảo không, anh cứ bảo nhắm, bây giờ nhắm đi. Quay lại nữa. Chú đi nhắm đi. Không mời chú gì về sau mời chú gì nhắm đi. Anh à, mất công đi lấy. Chương trình MV này đáng nghĩ là về lâu lắm rồi nhưng mà tôi nghĩ là thì nốt thể làm cho nó hào hứng. Bài này bài thích bạn mời gái bạn mời bạn vẫn cho bài kia của chú ạ. Chúc sức khỏe nhé, chúc anh em hôm nay MV thành công tốt đẹp. Có selfie không? Có selfie mấy kiểu anh em không? Đang quay rồi. À đang quay rồi. Chúc anh sức khỏe nhé. Rồi chụp ảnh qua video xong. À chúng ta quay nào. Thấy chưa? Bài này hay đấy. Vừa nghĩ không có thời gian viết kịch bản đâu, mệt lắm. Nghĩ là phát làm luôn. Nghĩ là phát làm luôn. Nó vui em ạ. Không, phải kiểu này nó mới cảm hứng này, đúng không? À, hứng đến đâu làm đến đấy. Chúng bảo kiểu ra có thời gian lên đồi ấy, lên đồi cho là quay cảnh sẽ không lên đồi. Cũng được nhưng cơ bản là nó phải có thời gian thôi. Bây giờ ông lại đi vào nó mới hứng lên. Đi ngủ gặp được vợ à, cái tối cháu này uống rượu dưới kia nhỉ, cũng à, tối chạy vào lấy gói mì tôm. Ý, có mì tôm không? Ây da, trời này ai có ăn mì tô à? Để cái mồm này nó nóng ruột. Đấy, cái mày vào cái sao này ra. Cái này phải hết đêm đến sáng mai. Cái này đến sáng mai. Sáng mai gì ăn luôn đi. Anh đang chờ đây. Chúc sức khỏe nhá, năm mới. Hôm nay mới vào sập phiền chơi. Vào chơi nhưng lại không nghĩ qua MV bởi vì là không chuẩn bị được cái gì cả. Lâu quá không nhìn thấy bác đâu. Thì lâu quá thì hai ta có nhìn thấy nhau đâu mà nhìn thấy bác với cháu ở đâu. Nếu hai ta không nhìn thấy nhau tất nhiên là không thằng nào nhìn thấy thằng nào. Đúng không? Đây này các bạn, hôm nay thì A Páo về đây chơi thì ngày nào cũng bảo xin cái xu mì tôm. Hôm nay thì cho hai cái xu mì tôm. Hai xu mì tôm đây. Hai xu mì tôm đúng rồi. Bóp. Đây là cái gọi là e bóp, gọi là bóp mạnh vào. E bóp nó sao luôn. Mì tôm mà 500 đồng một gói. Mì két. Mà đâu, uống rượu no quá rồi, bây giờ chỉ ăn mì tôm. Uống rượu bây giờ không uống rượu ăn thằng cố, uống rượu ăn mì tôm. Anh cho đây để nhìn thôi, người không người ơi. Ông để ông người chứ ông không ăn đâu. Đây này là mì cho, mì... cái là thịt treo giả. Thế bắt mà. À, cái này, nhìn thế rồi cái này nó là cao su ấy mà. Các bạn cao su ấy mà. Đây này, cao su. Cái này là cao su ấy mà. Đây này, nhìn này. Cái này chỉ là để diễn phim thôi. Em nghĩ đây, MV thôi. Cái này thì là thịt thật đấy. Xin đấy. Ui, cao su rồi, ăn thử ý. Thịt của nó này. Rồi, mời riêng anh diễn viên đóng thế nào. Đóng thế à? Đấy, hôm nay có diễn viên này mình mới làm được, không có thì chịu. Hai anh em mình không có làm được. À nhá. Cái MV này là MV ngoài dự định. Có nghĩa không có chương trình nào mà làm trong chương trình MV cả. Hôm nay hứng lên là quay là gặp bò là quay bò, gặp chó quay chó. Đấy, con đi chúc Tết gặp chó, A Báo đánh chó nó mà. A Báo dùng gậy. Đâu, A Báo chạy chó đuổi ra, tao chạy không kịp. Đấy, báo mặc cái quần này mà chó vừa chạy nữa, nó kéo quần chạy mà. May là con chó vừa đi vừa sợ người chứ con chó ra có kia báo thì cắn. Con đen kia. Đâu, đỏ, con này. Đỏ. Con đỏ còn chạy nữa, nói gì con đen. Đỏ nó là chạy mà. Con đỏ thế này của ai nhỉ? Ông anh. Không anh. Đang dài đuôi, dài đuôi. Chú nhận ra thủ rượu không? Không biết rượu ai. Rượu của em á. Rượu của em hôm qua. Anh ngâm mà anh ngâm cái này vào đây. Đi đi đi. Nó nóng rồi à? Cái súp này vào thì nó ngon hơn. Chưa ra rượu đâu. Chưa. Cho súp mì tôm vào đấy. Cái này phải tầm một tuần đi. Đây là hai bát rồi.
mỗi lần 2 bát rồi 4 bát rồi, bây giờ là một chum chum nhựa này nữa. Lúc đấy là 2 chum rồi. Cái này ăn thua thì 2 chum kia. À. Vậy MV chả liên quan gì đến ekip. Máu lên quay luôn. Sắp đây rồi. Thì sao bảo ông này chui đâu ra thế? Anh vừa vào để cái bộ dầu của anh vừa nhá. Ông này nhìn chắc rồi, nhìn các bạn này. Uống rượu này. Để dâu dài á. Dâu dài rồi. Dài. Chúng này chúc chị đó. Rượu này rượu gì? A Pao mời Sung Mỹ Phin một chén đây. Đấy. Một nửa là sai đấy. Một chén đấy. Nó không anh đi làm cái này. Đấy. Anh vừa đi làm cái này về đây. Không biết đâu, lại lôi mùi ra. Thế là cụ thầy cho cô hỏi ý bí bú bú sùng mỹ phìn. Hò kì. Hò ta. Hò chơi hò ý bí. Thì là cụ thầy cho hãy bí mẹ nhà ứ hò kì. Thì là cụ thò ra như cây chày. Đúng không? Mò phải ra như cây chày. Mình chết mùa. Chúc cho MV của anh em ta sẽ được triệu view, triệu like. Cũng không biết triệu view, triệu like không, nhưng mà nhìn hình hài này cũng được triệu đấy. Anh ấy cúng à? Hả? Anh cúng bái à? Cúng bái cái gì? Làm một thân làm thuê. Ờ. Bác gì á? Ờ. Đi làm đâu? Anh làm đâu? Không đi đâu. Hả? Không đi. Không đi, đùa ra đây ra lắm này, không đây đi về quê này. À, cả nhà thân mến, A Báo sắp tới chuẩn bị xuất khẩu lao động sang thế giới bên kia. À vâng, sang sang ạ. À, chuyên gia tư vấn... Thì có. Không. Đây, chương trình quảng cáo bắt đầu nha, xin phép các bạn nha. Bây giờ thì sẽ quảng cáo luôn này, nếu các bạn mà có muốn tham gia chương trình chuyên gia tư vấn phong thủy Mỹ Lư. Mỹ Lư đây này, các bạn xem đây. Đây, các bạn xem. Giữ lâu tí, giữ lâu tí. Lâu lâu tí này, đấy. Chuyên gia tư vấn phong thủy Mỹ Lư. Ừ, đúng rồi đấy. Mình đây bây giờ ăn lạc nhưng mà không. Mỹ có cả số điện thoại đấy. Có phải không đấy? Anh à, chuyên gia tư vấn phong thủy sản xuất ra người Mỹ Lư. Chọn hướng vị trí làm nhà đặt cổng cửa ngõ. Cái gì quay ai đấy nhỉ? Quay trời quay trời này. Cái gì là ai rồi? Ôi à, hầu ơi, tôi sai cái gáy luôn. À, cả nhà là thật, không phải quay nữa mà là thật. À, cả nhà đây đây. Cái MV kiểu gì mà ghế là kiểu gì, ghế đều này. À. Đây đây cả nhà này xem này. Đây đây. Đây đây đây. Đây. Gãy rồi. Đây đây. Chuyên gia tư vấn phong thủy đây này. Phong thủy này ngồi gãy cả ghế này. Nghe nó hơi là sẽ sai sao? Sẽ sai. Gãy cả ghế anh này, tình hình gãy cái ghế rồi. Đây đây đây. Không đúng phong thủy đó. Sai phong thủy đấy bị chồng đi. Ôi sao lại lắp kiểu này, bây giờ ghế kiểu gì đây? À không được, không vào được ạ. Hả? Không vào được. Đóng vào được đâu. Ôi dồi ôi. Tôi đang ngồi ba chân thôi. Đây là ngồi ba chân. Này, này, ngồi kia này. Cái này không được. Cái này hoa đào thì có phải không hợp chú gì nhỉ? Hoa đào là hoa đào nhưng mà không được không. Hoa đào chỉ có đâu mà ta. Hả? Hoa chỉ có đâu mà ta. Ủa nhà có đâu người ta ra mua in chế thức à? Ý là mình thiết kế thôi. Thôi nhà nhá, đây 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 đây, ghế này, ghế này. Ok nhá. Ok rồi. Anh xem, đây cái ghế của anh đây. Phong thủy cái gì, ngồi chồng hết cả đi đây. Nào, làm một chén đầu khởi đây. Làm một cái đầu khởi đây. Phong với cái thủy gì chồng hết cả đít lên rồi. Ông là ngay muốn không đúng nữa, ông là thầy này không được. Ôi ngã hết rồi, khách này. Không mang ra thì không sao, mang ra bát rồi bây giờ ngã. Hay là ông này rất là linh nghiệm. Đi nhớ, ông đấy thì ngã giải thôi, ngã thật. Lúc diễn thì ngã thật, như lúc làm không cần lại ngã thật luôn. May là cái thầy diễn viên thì không bị công bông. À, cả nhà thân mến, chương trình MV, hậu trường MV của chúng của A Báo với A Phìn, Sùng Mỹ Phìn xin phép được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe và theo dõi. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại. Sai sai nào, sai đây nào.
anh em chào cả nhà. Ôi giời ơi. Hẹn kiếp sau.